Chào các bạn, đây là trường hợp sỏi thận phải kích thước 2 cm và nhiều viên trong thận. Sau khi mình chọc giò 30 giây, nong thận 2 phút và bây giờ mình đang soi trong thận, các bạn nhìn mình lấy cái viên sỏi ra nhá. Bằng phương pháp là tán sỏi thận qua da, cái đường hầm cũng nhỏ nhỏ thôi, mình nong xong mình soi trong thận này để tìm sỏi này. Đó. Chị chữa màn hình chưa? Đây viên sỏi chính thế này. Ui, to chưa? Bây giờ là cái viên chính và nhiều viên nhỏ. Các bạn xem mình bắt đầu tán nha. Úi, tán nát chim muông. Viên này bở như khoai tây ấy nhỉ. Có viên cứng lắm. Kinh nghiệm của mình thì sỏi đài dưới cứng hơn sỏi đài giữa, đài trên này. Sỏi đài này. Sỏi màu đen thì nó cứng hơn sỏi màu vàng cứng hơn sỏi màu trắng này. Sỏi nhẵn thì cứng hơn sỏi xù xì này. Viên này lại trắng trắng lại còn xù xì này, nhìn thì biết là cứng, à là mềm rồi. Mình bắn vụn nó ra một thể xong rồi mình lấy mảnh là xong đó. Rồi đặt giống GG. Bệnh nhân này nếu thuận lợi thì là mai ngày kia là ra viện được. Cho nước khỏe lên tí cho em, cái này sắp xong rồi. Các bạn thấy nhừ không? Đấy, tán xong rồi đấy. Tổng thời gian tán là sớm hơn dự kiến khoảng 10 phút. Tăng tăng nước lên cho em tí. Cái này bật vào ấy rồi. Thu đi em. Thu cái dây đi. Mở dây ra. To nhất xong rồi đấy. Bệnh nhân Đoàn. Các bạn thấy các mảnh sỏi nhỏ. Sau khi tán vụn thì mình lấy nó ra qua cái đường hầm nhỏ nhỏ này. Thấy dễ không? Sỏi to, sỏi nhỏ đều lấy qua cái đường hầm này hết. Các bạn ai có sỏi thì đi xử lý sớm ấy. Rất là nhẹ nhàng, dễ dàng. Tán bây giờ là vẫn kịp rút xong GG trước Tết và ăn Tết vui vẻ rồi. Yên tâm là có một quả thận sạch sỏi rồi. Thôi không cần hứng đâu. Lấy mảnh rồi xong. Đấy, không. Viên sỏi này mình bắn nhừ nó ra. Các bạn thấy nhìn thấy nhiều sỏi không? Trong cái này trông không có đỏ đỏ nhiều, có khi like ở fanpage được ấy nhỉ? Fanpage hay là top top? Sắp xong rồi đấy. Đấy, các bạn thấy lấy ra nhanh không? Đây là các bạn đang xem trực tiếp mình làm, phát trực tiếp. Bản thân mình rất là thích cái cách thức phát trực tiếp này, bởi vì đỡ phải xử lý video cơ đấy, ngõ nào quay thế. Mà ca nào dễ dễ mình quay đấy, chứ còn ca nào khó thì thôi. Khó quá chọc không được, chọc hết hơi không được. Đấy, có mảnh sỏi mình lấy ra nốt này. Gần xong rồi đấy, mình kiểm tra kỹ càng các cái ngóc ngách xem có mảnh nào mình lấy ra nốt là xong thôi. Nhiều chưa? Nhiều sỏi vụn chưa? Đây là trên này. Các bạn có câu hỏi nào thì để dưới comment giúp mình nhé. Và chia sẻ cái phiên live này giúp mình với nhé, để cho nhiều người xem. Đấy. Nhiều viên chưa? À ừ nhỉ. Hết nước thằng nào các mảnh nó không ra. Đấy. Đây là mình kiểm tra đài trên này. Mảnh sỏi khi nó vụn nó chảy
chạy tứ tung lên thì mình soi đài trên này, giữa đài dưới, hết các ngóc ngách, quay lại lại thấy vụn, đằng nào cũng phải ra, ra nhanh. Quay xong đấy, tổng thời gian tán là khoảng 5 phút. Tìm sỏi lấy mảnh xong xuôi. Ui, còn đài dưới nhiều phết nhỉ. Đấy, có mảnh nhỏ này. Mình lấy nốt này. Anh cười, bây giờ anh không chĩa màn hình nữa, anh lại chĩa em. Để chỗ anh ấy. Đó, chĩa vào em. Đôi khi... Hả? Không, không, không có đâu. Đẩy xô mình ra. Đấy, mình tìm các mảnh sỏi. Hả? Kệ nó, tí nữa anh đào video này xong anh đăng ở nền tảng khác. Đăng like YouTube. YouTube người ta xem lại, người ta tìm kiếm, người ta xem lại là chính. Có lưu lại ở Live Studio mà phần lưu lại, đào về được. Các kia ấy chưa? Đặt san đi, đặt san đi hộ anh ấy, đặt xong dần đi. Này gần hết rồi đấy, các mảnh mình kiểm tra kỹ càng. Tổng thời gian chọc giò 30 giây, thời gian nong 2 phút, thời gian tán sỏi 5 phút. Tổng phút là 7 phút 20 giây. Thời gian kéo cáng, các thứ nữa là khoảng 10 phút nữa. Tổng là 10 phút đúng không? Hết sỏi đấy. Đi về khoe bạn bè gần xa, bà con khối phố là đến xem tán sỏi.